Xin chào tất cả các em. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm bài tập số 5 sách giáo khoa trang 25. Đề bài như sau: trình bày cách nhận biết các hợp chất trong dung dịch của mỗi dưỡng chất bằng phương pháp hóa học. Ý A: glucose, glycerol, ethanol, axit acetic. Ý B: fructose, glycerol, ethanol. Và ý C: glucose, formaldehyde, ethanol và axit acetic. Thì đây là một bài tập nhận biết, đúng không nào? Muốn làm được bài tập nhận biết thì trước hết là chúng ta cần phải nắm vững được cấu tạo của từng chất, sau đó thì biết được tính chất hóa học khác nhau của các chất và lựa chọn thuốc thử thích hợp để có thể nhận biết. Ở đây chúng ta có 3 ý. Cô và các em sẽ cùng nhau đi giải từng ý một. Ở ý A, người ta yêu cầu chúng ta nhận biết glucose, glycerol, ethanol và axit acetic. Chúng ta sẽ cùng nhau đi nhận biết đặc điểm cấu tạo của từng chất và tính chất hóa học của từng chất. Glucose trong bài chúng ta đã được học, đúng không nào? Glycerol C3H5OH tất cả 3 lần. Ethanol C2H5OH, đúng không nào? Và axit acetic CH3COOH. Ở đây trước hết là chúng ta nhận thấy có axit thì chúng ta có thể dùng quỳ tím, đúng không nào, để nhận biết được axit. Tiếp theo còn lại glucose, glycerol và ethanol thì chúng ta sẽ dùng đồng hai hydroxit, đúng nào? Khi mà ở nhiệt độ thường thì chúng ta thấy rằng glucose và glycerol sẽ tác dụng với đồng hai hydroxit để tạo phức màu xanh lam, đúng nào? Và cuối cùng là chúng ta sẽ nhận biết được ethanol vì đồng hai hydroxit sẽ không tác dụng với cả ethanol, đúng nào? Sau đó, còn glucose và glycerol, chúng ta làm thế nào? Chúng ta cũng sẽ dùng đồng hai hydroxit. Tuy nhiên, ở đây sẽ có thêm môi trường bazơ và nhiệt độ. Thì chúng ta thấy rằng glucose sẽ tác dụng với đồng hai hydroxit trong môi trường bazơ và nhiệt độ để tạo kết tủa đỏ gạch. Và glycerol thì không có hiện tượng. Như thế là chúng ta đã nhận biết được cả bốn chất, đúng nào? Đó, để làm được một bài tập nhận biết thì trước hết là chúng ta cần phải xem xét xem là các chất nhận biết có tính chất, có đặc điểm như thế nào để chúng ta lựa chọn thuốc thử. Ở đây, đi vào giải. Ý A. Cô có thể lập bảng cho các em để các em có thể thấy rõ hơn. Ở đây, chất thử chúng ta có 4 chất, đúng nào? Glucose, glycerol, ethanol và axit acetic. Thuốc thử chúng ta cần dùng ở đây, đầu tiên cô sẽ dùng quỳ tím. Có quỳ tím để có thể nhận biết được axit, đúng không nào? Đó. Glucose thì dĩ nhiên sẽ là không đổi màu, đúng không nào? Không làm đổi màu quỳ tím. Tương tự như vậy, glycerol cũng không làm đổi màu. Ethanol, rượu cũng không làm đổi màu, đúng không nào? Axit acetic là axit yếu, chính vì vậy sẽ làm quỳ tím đổi thành màu hồng. Và chúng ta sẽ nhận biết được axit acetic, đúng nào? Tiếp theo, cô sẽ dùng đồng hai hydroxit.
và có lắc nhẹ để cho phản ứng xảy ra, đúng không nào? Thì glucose sẽ tác dụng với đồng hai hydroxit ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam. Glycerol cũng tác dụng với đồng hai hydroxit ở nhiệt độ thường để tạo dung dịch màu xanh lam. Tiếp nữa chúng ta sẽ cùng nhau viết phương trình phản ứng. Còn ethanol thì không tác dụng được với đồng hai hydroxit. Chính vì vậy, đồng hai hydroxit sẽ không tan. Ở đây, đồng hai hydroxit không tan. Và như vậy là chúng ta đã nhận biết được ethanol, đúng không nào? Ở đây, axit acetic thì chúng ta đã nhận biết bằng quỷ tím rồi. Cuối cùng là chúng ta sẽ dùng đồng hai hydroxit trong môi trường OH trừ và có nhiệt độ. Để làm gì nhỉ? À, để nhận biết được glucose và glycerol. Ở đây, glucose sẽ tác dụng với đồng hai hydroxit trong môi trường OH trừ và có nhiệt độ để tạo cái tủa đỏ gạch. Còn glycerol thì sẽ không có cái tủa, đúng nào? Và từ đây thì chúng ta sẽ nhận biết được glucose và glycerol. Đó, với những bài tập nhận biết như thế này thì các em có thể kẻ bảng để có thể nhìn rõ hơn. Và chúng ta sẽ cùng nhau viết phương trình hóa học. Ở đây chúng ta có phản ứng của glucose với đồng hai hydroxit ở nhiệt độ thường. Glucose C6H12O6 khi tác dụng với đồng hai hydroxit ở nhiệt độ thường sẽ tạo ra C6H11O6 tất cả hai lần đồng dung dịch màu xanh lam đó và nước. Theo, glycerol cũng sẽ tác dụng với đồng hai hydroxit ở nhiệt độ thường tạo dung dịch màu xanh lam, đúng nào? C3H5OH tất cả 3 lần cộng đồng hai hydroxit để tạo thành phức C3H5OH 2 lần O 2 lần đồng và nước. Theo, chúng ta có glucose sẽ tác dụng với đồng hai hydroxit trong môi trường bazo có nhiệt độ để tạo thành cái tủa đỏ gạch, đúng nào? C6H12O6 cộng với cả NaOH, đúng nào, trong môi trường bazo nhiệt độ để tạo thành C6H11OCONa. Chúng ta có thể biết công thức cấu tạo và để lại nhóm CHO, nhóm anhít, đúng nào? Cộng với cả đồng 2 ô cái tủa đỏ gạch đây. Và cũng nước. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau làm ý A, phân biệt glucose, glycerol, ethanol và axit acetic. Tương tự như vậy thì chúng ta sẽ đi làm ý B và ý C. Ở ý B, chúng ta có fructose, glycerol và ethanol. Thì chúng ta có thể nhận biết bằng đồng hai hydroxit ở nhiệt độ thường và ở nhiệt độ cao, đúng nào? Ở nhiệt độ thường thì fructose và glycerol cũng sẽ tác dụng với cả đồng hai hydroxit để tạo thành dung dịch màu xanh lam. Còn ethanol thì sẽ không có hiện tượng. Có nghĩa là cái tủa sẽ không tan. Tiếp theo để phân biệt fructose và glycerol thì chúng ta cũng sẽ lại dùng đồng hai hydroxit trong môi trường bazo và có nhiệt độ. Thì fructose cũng sẽ tạo cái tủa đỏ gạch. Còn glycerol sẽ không có hiện tượng. Đó. Vì fructose và glucose có tính chất
khá là giống nhau đúng không nào? Ở đây ý B, chúng ta làm tương tự nhé. Có fructose, glycerol, ethanol. Thì chúng ta cũng sẽ nhận biết bằng đồng hai hydroxit và lắc nhẹ. Fructose sẽ tạo dung dịch màu xanh lam. Glycerol cũng sẽ tạo thành dung dịch màu xanh lam. Ethanol thì kết tủa không tan đúng không nào? Và chúng ta sẽ nhận biết được ethanol. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng đồng hai hydroxit trong môi trường OH trừ có nhiệt độ để nhận biết fructose và glycerol. Ở đây, fructose sẽ có kết tủa đỏ gạch xuất hiện, đúng nào? Còn glycerol sẽ không có hiện tượng. Và chúng ta sẽ nhận biết được fructose và glycerol. Ở đây phương trình hóa học thì tương tự như ở ý A. Fructose cũng có công thức là C6H12O6. Khi mà tác dụng với đồng 2 hydroxit thì cũng sẽ tạo thành C6H11O6 hai lần đồng và nước. Phương trình khá là giống phương trình ở trên đúng không nào? Và glycerol cũng vậy. C3H5OH tất cả 3 lần cộng đồng 2 hydroxit cũng sẽ tạo thành C3H5OH2O 2 đồng và nước. Và fructose cũng sẽ tác dụng với đồng 2 hydroxit trong môi trường bazơ C6H12 O6. Ở đây các bạn có thể viết là C5H11O5CHO, viết công thức cấu tạo của nó ra để chúng ta hiểu được bản chất của phản ứng, hoặc là viết gọn lại cũng được. Chúng ta hiểu đây là fructose chứ không phải là glucose đâu nhé, cộng với cả NaOH để tạo thành Cô có thể viết công thức cấu tạo của nó này: C5H11O5CONa và CO2O, cái tổ đỏ gạch. Đó, đó là ý B, chúng ta phân biệt fructose, glycerol và ethanol. Đến ý C, chúng ta có glucose, formaldehyde, ethanol và axit acetic. Thì khá là giống ý A đúng không nào? Chúng ta chỉ khác là ý A là glycerol thì ở đây là formaldehyde. Chúng ta cũng có thể dùng thuốc thử giống như ở ý A để làm. Nếu như chúng ta cho thuốc thử là quỳ tím thì sẽ phân biệt được axit acetic. Sau đó chúng ta cho đồng 2 hydroxit ở nhiệt độ thường thì chúng ta thấy rằng chúng ta sẽ nhận biết được glucose do phản ứng tạo phước tạo thành dung dịch màu xanh lam. Còn formaldehyde và ethanol sẽ không có hiện tượng. Tiếp đến chúng ta phân biệt hai chất này bằng đồng 2 hydroxit trong môi trường bazơ có nhiệt độ thì formaldehyde là một anhydride đúng không nào, sẽ tạo thành chất tổ màu đỏ gạch, còn ancol là ethanol sẽ không có hiện tượng. Như vậy là chúng ta sẽ nhận biết được đúng không nào? Vậy thì ở đây đi làm ý C,
Chúng ta sẽ đi nhận biết glucose. Formaldehyde. Ethanol. Và axit acetic. Đầu tiên, chúng ta cũng sẽ dùng quỷ tím. Thì glucose sẽ không làm đổi màu quỷ tím đúng không nào? Formaldehyde cũng vậy. Ethanol cũng không đổi màu. Còn axit acetic, một axit yếu sẽ làm quỷ tím chuyển thành màu hồng đúng không nào? Như vậy là chúng ta sẽ nhận biết được axit acetic. Sau đó thì chúng ta sẽ nhận biết ba chất còn lại bằng đồng hai hydroxit lắc nhẹ ở nhiệt độ thường. Thì chúng ta thấy rằng glucose sẽ tạo phức dung dịch màu xanh lam đúng không nào? Formaldehyde ở nhiệt độ thường. Ở nhiệt độ thường thì sẽ không làm tan được đồng hai hydroxit. Chính vì vậy sẽ không tan. Ethanol thì cũng không tác dụng với đồng hai hydroxit ở nhiệt độ thường, chính vì vậy kết tủa sẽ không tan. Còn formaldehyde và ethanol đúng nào? Chúng ta nhận biết được glucose rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ nhận biết hai chất còn lại bằng đồng hai hydroxit có trong môi trường OH trừ và nhiệt độ. Ở đây formaldehyde sẽ tạo thành kết tủa màu đỏ gạch với đồng hai hydroxit ở môi trường 3 giờ và ở nhiệt độ cao. Ethanol sẽ không có hiện tượng vì không tác dụng, đúng nào? Và từ đây thì chúng ta sẽ nhận biết được formaldehyde và ethanol. Phương trình hóa học thì rất là đơn giản, cũng giống như các phương trình ở trên. Chúng ta có glucose C6H12O6 tác dụng với đồng hai hydroxit để tạo thành dung dịch màu xanh lam C6H11O6. Và nước. Còn formaldehyde HCHO đúng không nào? Khi tác dụng với đồng hai hydroxit trong môi trường 3 giờ có nhiệt độ sẽ tạo thành natri carbonate đúng không nào? Đồng hai hydroxit kết tủa đỏ gạch và nước. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau làm bài tập số 5 sách giáo khoa trang 25. Một bài tập về nhận biết các chất đúng nào? Để làm được bài tập này thì chúng ta cần phải nắm vững được đặc điểm cấu tạo của từng chất, tính chất hóa học khác nhau của từng chất và sau đó thì lựa chọn thuốc thử phù hợp. Hẹn gặp lại các em trong các bài tập tiếp theo.